Với vai diễn bác ba Phi Trấn Thành đã thành công hay phá hỏng hình tượng này. Chào mừng quý vị đã đến với kênh Việt US1040, một điện ảnh vui là một mới của kênh. Lời đầu xin chúc sức khỏe mọi người. Cảm ơn cả nhà luôn đồng hành với chúng tôi qua từng video. Hôm nay, kính mời quý vị cùng xem video mới của kênh, liên quan đến những ý kiến khác nhau liên quan đến nhân vật bác ba Phi do Trấn Thành thủ vai. Sau đây là nội dung chi tiết. Trong bộ phim Đất Rừng Phương Nam, nghệ sĩ Trấn Thành đã thể hiện vai diễn bác ba Phi, một nhân vật mang tính biểu tượng của người dân miền Nam Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh. Tổng hợp những nhận xét, đánh giá của khán giả và các nhà phê bình, Trấn Thành đã gặp cả sự ủng hộ lẫn những tranh cãi về diễn xuất của mình trong vai diễn này. Dưới đây là một số ý kiến mạnh mẽ về diễn xuất của Trấn Thành trong vai bác ba Phi mà các bạn có thể chiêm nghiệm. Ý kiến thứ nhất, thành công trong việc tái hiện nhân vật lịch sử. Trong Đất Rừng Phương Nam, Trấn Thành đã thể hiện sự nỗ lực và tâm huyết lớn khi tái hiện nhân vật bác ba Phi, một hình ảnh của người dân miền Nam trong giai đoạn đầy khó khăn của lịch sử Việt Nam. Anh đã thành công trong việc truyền tải tinh thần, lòng kiên nhẫn và yêu nước của nhân vật này. Cách Trấn Thành đối phó với các tình huống xung quanh bác ba Phi đã đánh bại nhiều kẻ xâm lược là một phần quan trọng trong việc thể hiện một hình ảnh đầy lòng dũng cảm. Ý kiến thứ hai, sự đa dạng trong diễn xuất. Một số ý kiến cho rằng Trấn Thành đã thể hiện sự đa dạng trong diễn xuất của mình thông qua vai diễn bác ba Phi. Anh không chỉ biểu lộ sự kiên nhẫn và lòng hy sinh mà còn đưa vào vai diễn những phần tinh thần, biểu cảm và tâm hồn riêng biệt, khiến cho nhân vật trở nên sống động và gần gũi với khán giả. Trấn Thành đã chứng minh rằng anh không chỉ là một diễn viên hài mà còn có khả năng thể hiện sự nghiêm túc và chuyên nghiệp trong diễn xuất. Ý kiến thứ ba, tranh cãi về diễn xuất. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng Trấn Thành đã gây ra tranh cãi trong vai diễn này. Một số người cho rằng anh không đạt được mức độ chuyên nghiệp cần thiết để diễn một vai diễn có tính cách lịch sử và phải đối mặt với những tình huống đầy căng thẳng. Họ cho rằng Trấn Thành vẫn mang theo một phần của hình tượng hài hước và diễn xuất hài, điều này đã khiến cho nhân vật bác ba Phi không đạt được độ sâu và nghiêm túc cần thiết. Ý kiến thứ tư, phá hỏng hình ảnh bác ba Phi. Một số người điều này là một ví dụ về việc Trấn Thành phá hỏng hình ảnh của bác ba Phi. Họ cho rằng anh không thể đáp ứng được tầm quan trọng của vai diễn và đã làm giảm đi giá trị của nhân vật này. Việc diễn hài hước trong một bộ phim có bối cảnh lịch sử và nghiêm túc như Đất Rừng Phương Nam có thể xem là không phù hợp và đã gây ra sự phản đối mạnh mẽ từ một phần khán giả. Ý kiến năm, thành công và phá hỏng là một phần của sự tạo hình nghệ thuật. Một quan điểm khác cho rằng việc Trấn Thành gây tranh cãi trong vai diễn bác ba Phi có thể coi là một phần của sự tạo hình nghệ thuật. Diễn viên thường đối mặt với sự thách thức và đôi khi phải thử nghiệm và đảm nhận những vai diễn khác nhau. Khả năng gây tranh cãi có thể thúc đẩy cuộc thảo luận và tạo sự chú ý đối với bộ phim, và điều này cũng có thể được xem là một phần của nghệ thuật. Tóm lại, vai diễn của Trấn Thành trong Đất Rừng Phương Nam đã gặp sự ủng hộ và tranh cãi từ khán giả và các nhà phê bình. Một số cho rằng anh đã thành công trong việc tái hiện một nhân vật lịch sử quan trọng, trong khi một số khác cho rằng anh đã gây phá hỏng hình ảnh của nhân vật này. Việc này thể hiện tính đa dạng trong nghệ thuật diễn xuất và cũng đặt ra câu hỏi về cách diễn viên phải đối mặt với vai diễn có tính cách lịch sử và nghiêm túc. Phần trình bày và thuyết minh đến đây xin tạm dừng. Mời các bạn xem tiếp video này với những ảnh hấp dẫn khác liên quan đến phim Đất Rừng Phương Nam trong âm nhạc phiêu lãng. Chúc mọi người xem tiếp video vui vẻ.
Video tới đây xin chấm dứt. Cảm ơn quý vị luôn đồng hành và luôn ủng hộ các video hấp dẫn của kênh này. Hãy đăng ký, like và share ủng hộ cho kênh. Hẹn gặp mọi người ở video kế tiếp của kênh. Trân trọng cảm ơn và chúc sức khỏe mọi người.